Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin chiều ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9. Các bạn thân mến, như đã chuyển đến quý vị các bạn thì tối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9, giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024 sẽ chính thức khởi tranh với trận mở màn giữa chủ nhà đội tuyển Việt Nam và đại diện từ châu Âu là đội tuyển Nga tại sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ. So với tuyển Việt Nam hay Thái Lan, đội còn lại tham dự giải đội tuyển Nga đứng hạng 33 thế giới, có thể xem là trên tầm khi đạt đẳng cấp World Cup. Dư luận ở Nga thậm chí còn hoài nghi về kế hoạch sang Việt Nam đã giao hữu của thầy trò huấn luyện viên Valery Karpin có phần là vô bổ. Dù vậy thì việc đá giao hữu với hai đối thủ hiếm gặp như là Thái Lan và Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm lớn tại nước Nga. Mới đây thì một cựu danh thủ của đội tuyển này đã lên tiếng dự đoán đầy tự tin về kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga. Cụ thể thì chia sẻ với tờ Sport 24, cựu tuyển thủ Nga Dmitry Bulikin nhận định đội tuyển Nga cần phải được thi đấu, họ phải khiến cho các cổ động viên nhà cảm thấy hạnh phúc vì ai cũng thấy nhớ họ. Sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng mọi người đều muốn nhìn thấy đội tuyển giành chiến thắng dù không phải là trước các đối thủ mạnh. Huấn luyện viên Valery Karpin sẽ sử dụng những cầu thủ thể hiện được sự quyết tâm cao độ. Về mặt cá nhân thì tôi muốn thấy kết quả tích cực. Nga là đội tuyển mạnh hơn so với Việt Nam, nên tôi nghĩ là họ sẽ thắng 2-0 hoặc 3-0. Trước đó thì cựu chủ tịch của câu lạc bộ Lokomotiv Moscow là bà Ola Smorodaskaya thậm chí còn đưa ra dự đoán đội tuyển Nga có thể đánh bại Việt Nam với tỷ số không thưởng là 10-0. Có thể thấy dư luận ở Nga rất tự tin về một chiến thắng của đội nhà trước những chiến binh sao vàng. Còn phát biểu ở buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, huấn luyện viên trưởng Valery Karpin dù khẳng định mục tiêu là thắng lợi nhưng vẫn thận trọng. Đây là bóng đá, mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là giành chiến thắng, đối thủ chắc chắn cũng vậy. Chúng tôi rất nghiêm túc cho trận đấu này, chúng tôi khó khăn khi không có cơ hội thi đấu nhiều. Vì vậy mà khi có đối thủ để đá thì chúng tôi rất nghiêm túc, cả đội sẵn sàng để ra sân. Trong khi đó thì trận đấu giữa Việt Nam và đội tuyển Nga cũng thu hút truyền thông Indonesia quan tâm khi mới đây họ đưa tin và dự đoán về trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Trong đó thì trang bola.net nhận định Việt Nam vẫn đang cố gắng đạt phong độ cao nhất, tuy nhiên họ vẫn còn nhiều tiềm năng để thể hiện tốt. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam và sự khéo léo của ông Kim Sang-sik có thể là sự kết hợp ăn ý. Trong khi đó, đội tuyển Nga chưa bao giờ thua 5 trận thử nghiệm gần đây, 4 thắng, 1 hòa. Nga tỏ ra rất hiệu quả, ghi được 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần. Nga đã không để thủng lưới 4 bàn trong 5 trận gần đây nhất, lưu ý rất đặc biệt. Sau đó thì tờ báo này dự đoán là đội tuyển Nga sẽ thắng Việt Nam với tỷ số 3-1. Đồng quan điểm thì tờ Nova TV của Indonesia dự đoán tỷ số chung cuộc của trận đấu là 3-1 và chiến thắng thuộc về đội tuyển Nga. Trong khi đó thì trang Harian Batakop cho rằng đội tuyển Nga sẽ giành thắng lợi trước đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên tỷ số chung cuộc là 2-1. Tờ báo của Indonesia phân tích, Việt Nam chủ nhà đang nỗ lực cải thiện thành tích thi đấu của mình. Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam chỉ giành được 1 chiến thắng và phải chịu thất bại 4 trận. Thất bại mới đây nhất diễn ra trước Iraq với tỷ số 1-3, càng tạo thêm thách thức lớn cho Việt Nam khi đối đầu với một đội mạnh như là Nga. Mặt khác thì Nga có thành tích xuất sắc khi giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần đây nhất. Trận đấu thử nghiệm này sẽ là cơ hội để cho Nga tăng cường phong độ trước giải đấu lớn. Đây là lần gặp nhau đầu tiên của cả hai đội, sẽ là trận cầu đáng xem. Nhìn vào phong độ của cả hai đội, Nga được dự đoán sẽ vượt trội hơn trận đấu này. Tỷ số chung cuộc nhiều khả năng sẽ nghiêng về đội tuyển Nga, dự đoán là 2-1. Các bạn thân mến, không chỉ đội tuyển Nga mà cả lứa U20 của Nga cũng sắp thi đấu giao hữu với chủ nhà Việt Nam. Song song với việc đội tuyển quốc gia Nga đá 2 trận giao hữu tại Việt Nam thì lứa U20 của họ cũng sẽ có 2 trận giao hữu với U20 Việt Nam được tổ chức vào ngày 6 và ngày 9 tháng 9. Các trận đấu này sẽ được tổ chức kín để cho thầy trò huấn luyện viên bảo mật thông tin trước giải chính thức sắp tới. Trước thềm 2 trận đấu kín thì Ila Zoskov, hậu vệ của đội tuyển trẻ Nga và câu lạc bộ Rubin Kazan chia sẻ: sắp tới sẽ là những trận đấu khó khăn. Tôi đã từng chơi ở Việt Nam, khi tôi đến đó hơn 5 năm trước. Đó là một trong những chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi.
nhiều đồng đội của chúng tôi lúc đó hiện cũng ở đội tuyển U20, chúng tôi đã thua trận ở Việt Nam với tỷ số 0-2. Một phần là do thiếu kinh nghiệm và tinh thần đồng đội, nhưng Việt Nam cũng cho thấy họ là đội rất quyết tâm. Vì vậy mà bây giờ mọi chuyện sẽ không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh khí hậu khác biệt. Nhưng đây là một trải nghiệm cực kỳ hữu ích cho tất cả mọi người. Trận đấu mà Roscoe nhắc đến là tại giải U15 quốc tế 2019. Khi đó, U15 Việt Nam đã thắng U15 Nga 2-0 với cú đúp của tiền đạo vào sân thay người, Cái Văn Quỳ. Khi đó thì giải có sự có mặt của 4 đội bao gồm U15 Nga, U15 Hàn Quốc và U15 Myanmar. Tất nhiên thì câu chuyện của 5 năm trước với lứa U15 sẽ rất khác hiện tại của lứa U20. U20 Nga vào lúc này được đánh giá cao hơn hẳn so với U20 Việt Nam, nên hai trận đấu kín sắp tới đây sẽ rất khó khăn cho thầy trò Huấn luyện viên. Song thì mục tiêu hàng đầu của hai trận này là để rèn luyện chứ không phải ganh đua về kết quả. Nên việc được đấu với đội mạnh như U20 Nga là một điều tốt cho U20 Việt Nam. Sắp tới U20 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U20 châu Á 2025 và chúng ta là đội chủ nhà cả bảng A với các đối thủ như là Syria, Bangladesh, Bhutan và Guam. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 cho đến ngày 29 tháng 9. Mỗi bảng đấu sẽ có một đội trực tiếp lọt đến vòng chung kết của 10 bảng. Ngoài ra thì còn 5 vé vớt cho 5 đội hạng nhì xuất sắc nhất kết hợp với chủ nhà Trung Quốc. Vòng chung kết sẽ có 16 đội. Trở lại với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga, thì như các bạn đã biết là thất bại ở vòng loại World Cup đã khiến cho cơ hội gặp được những đối thủ đẳng cấp như Nga trở nên là ít ỏi, và do đó đây là điều rất quý giá với tuyển Việt Nam. Lần gần nhất mà Quang Hải và đồng đội được chạm trán một tên tuổi lớn tầm cỡ như là Nga là trước Nhật Bản tại Asian Cup đầu năm nay. Xa hơn là ở tại vòng loại World Cup hồi năm 2022. Từ đó cho đến nay, Văn Lâm và đồng đội hiếm còn cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lớn. Ngày huấn luyện viên Park Hang-seo còn tại vị từng nhiều lần nói về vai trò của những cặp đấu kiểu này. 90 phút với các đối thủ mạnh, dù là thắng hay bại, cũng mang đến nhiều bài học hơn hẳn những cuộc gặp các đội yếu. Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo gây ấn tượng một phần bởi liên tục được gặp các tên tuổi lớn. Thực chiến càng hiệu quả thì thực lực càng tăng. Thực lực tiến bộ thì lại có cơ hội gặp tiếp các địch thủ lớn. Đó là một vòng lặp lại liên tục sẽ từng bước đưa đội tuyển lên tầm cao mới. Vòng lặp đó được bắt đầu và tiếp nối bởi huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng bị đình chỉ lại dưới thời huấn luyện viên Philippe Jouzier. Những kết quả thất vọng ở nửa đầu năm nay không chỉ khiến tuyển Việt Nam mất đi cơ hội trở lại vòng loại thứ 3 World Cup, không được dự sân chơi đỉnh cao, nghĩa là không còn cơ hội gặp các đối thủ đỉnh cao. Một đội tuyển từng chơi với Nhật, Úc hay Ả Rập Xê Út bây giờ sẽ phải chấp nhận những đấu sĩ hạng nhẹ tại vòng loại Asian Cup 2027. Hầu hết trong số này đều đã thất bại trước Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, không đủ đẳng cấp để nâng tầm Việt Nam đến mức kỳ vọng. Bối cảnh đó đã khiến cho trận giao hữu giữa Nga và Việt Nam trở nên quý giá. Bóng đá Nga trong thời gian qua là không có nhiều dịp để thi đấu chính thức. Những trận đấu gặp Việt Nam hay là Thái Lan, các đối thủ từng dự World Cup vòng loại thứ 3, vì thế là tạm chấp nhận được với họ. Về phần Việt Nam thì đội tuyển Nga là hạng 33 thế giới, là đối thủ có đẳng cấp cao nhất mà chúng ta được gặp kể từ khi chúng ta gặp Nhật Bản hạng 18 hồi đầu năm. Dù không còn ở đỉnh cao, đội hình của đội tuyển Nga vẫn có nhiều ngôi sao chất lượng đang chơi bóng cho những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Nền tảng bóng đá Nga dự World Cup 11 lần và có thừa đẳng cấp để mang đến vô số bài học cho Việt Nam. Ngôi sao nổi bật của tuyển Nga vẫn là thủ thành Safonov, người đang khoác áo PSG. Một người khác cũng chơi ở League 1 là Kuaziev của Le Havre. Phần còn lại thi đấu trong nước đều dưới màu áo các câu lạc bộ lừng danh mà tên tuổi đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam như là Spartak Moscow, CSKA Moscow hay Zenit Saint Petersburg. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhận thức được cơ hội cọ sát của các tuyển thủ Việt Nam. Cụ thể là chia sẻ với báo giới trước trận đấu, ông hò hởi cho biết Nga là đội tuyển rất mạnh và ở một đẳng cấp khác cao hơn hẳn khi xét đến khác biệt về thứ hạng FIFA. Trận đấu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng tôi xem đây là một thử thách cho bản thân và các học trò. Tôi muốn xem các cầu thủ nỗ lực như thế nào, nhận thấy họ thiếu những phẩm chất gì và nỗ lực cải thiện thế nào để hướng đến tương lai. So với những trận gặp Iraq hay là Philippines hồi tháng 6, Việt Nam của ông Kim Sang-sik chưa mang đến nhiều khác biệt, thứ mà người hâm mộ luôn mong chờ.
Đội hình tuyển Việt Nam đợt này chào đón sự trở lại của hai gương mặt kỳ cựu là Ngọc Hải và Phan Văn Đức, trong khi đó thì Việt Anh vắng mặt vì chấn thương. Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Hai Long hứa hẹn đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển sau những ấn tượng mà anh tạo ra tại câu lạc bộ Hà Nội. Phần còn lại là những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Thanh Bình. Vị trí sẽ được chú ý ở trận đấu đặc biệt này thuộc về Văn Lâm. Vốn chỉ là thủ môn số 2 của đội tuyển, Văn Lâm vẫn được ông Kim Sang Sik ưu ái cho bắt chính trước Nga. 90 phút tới sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của cầu thủ mang hai dòng máu Việt-Nga, người đã trưởng thành và có thời gian dài chơi bóng tại Nga trước khi về Việt Nam hồi năm 2015. Trận đấu với tuyển Nga cũng sẽ là trải nghiệm đặc biệt với đông đảo người hâm mộ Việt Nam, vốn dành cho nước bạn những tình cảm đặc biệt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.